vòng tròn vai từ trước ra sau và thả lỏng hai vai. Rồi chúng ta nhắm mắt lại, hít vào, bụng phình lên, thở hết ra, bụng xẹp. Thở chậm, hít vào, bụng phình lên, thở hết ra, thở sạch, thở sạch ra hết. Xuống chúng ta thở lỏng và hít thở điều hòa. Hãy
ra nâng cơ liệt sử phải như người sang bên trái, dài tay, lần cuối hít vào nâng vuông hai tay, đan tay xoay ngược lòng bàn tay, kéo thẳng hai cơ liên sườn, kéo thẳng tay, thở ra nâng cơ liên sườn trái như người sang bên phải, đẩy tăng cái lông ngực của mình lên, bụng thì thở ra kéo dài để xuống ra, kéo thẳng các cái lòng bàn tay nữa và giữ 5 4 thẳng các tay nữa, 3 2 và 1 xoay lưng người về phía chân phải, thở ra úp dài người về phía chân phải 45 độ, nâng tay của mình lên, nâng tay xích bụng và giữ, nâng vai phải nhả vai trái xuống chút, 5 vặn sang bên phải 1 tí nữa, 4 3 2 và 1 hít vào nâng người của mình lên, thở ra nâng cơ lên sườn phải nghiêng người sang bên trái, nghiêng em nghiêng trước đã, 5 4 3 2 và 1 xoay người về phía chân trái, tiếp tục thở ra đổ dài người về phía chân trái, thấp bụng lại, nâng vai trái nhả vai phải vặn sang bên trái thêm một chút, 5 đẩy căng cái lòng bàn tay nữa, 4, 3, 2, và 1, hít vào nâng, vươn luôn hai tay, thở ra chống hai tay của mình ra sau, xoay người về phía sau, hít vào ấn lòng bàn tay xuống, nâng lỗ sống thủ của mình lên, đồng thời nâng lưng hông của mình lên, rồi lùi vào cẳng chân, dội hết cái đỉnh hông về phía trước, dồn hết trọng lượng về phía trước, thở ra hóp bụng nhả mông của mình ra sau, đan lưng hai tay ra sau lưng, hít vào mở vai mở bụng kéo thẳng tay, thở ra hốc bụng hướng dài về phía trước, từ từ lật sâu về phía dưới hai chân, bụng nếu có thể chạm chân chạm hoặc cao chạm thẳng, thở hết ra thắt bụng lại, nâng cao tay của mình lên kéo về phía đầu, hít vào nâng người của mình lên chống nâng tay của mình ra sau, thẳng vai nâng đốt sống lưng, siết đùi nâng hông của mình lên cao, dội hết cái đỉnh hông về phía trước, nâng cái phần xương ức của mình kéo lên, thở ra hạ hông ra sau, tiếp tục đan hai tay ra sau, hít mở vai mở ngực kéo thẳng tay, thở hóp bụng lại ở căng cái lồng ngực của mình về phía trước, tập sâu vào đến giữa hai chân, thở hết ra thắt cái bụng lại, nâng cao tay của mình lên cao bụng, lần cuối hít vào nâng người của mình lên, chống lại hai tay của mình ra sau, thẳng tay nâng đốt sống ngực của mình lên, đồng thời nâng luôn hông của mình lên, dồn tiếp lực của cặp chân này hông về phía trước, kéo dài rốn nâng cao xương ức của mình lên, dồn hết cái trọng lượng về phía trước, 5 4 đẩy tiếp, 3 2 và 1 thở ra hạ mông của mình ra sau, hít vào vươn luôn hai tay áp sát tay, đan tay xoay ngược lòng bàn tay, kéo thẳng tay đan tay áp sát tay, tay áp sát tay, kéo dài cuộc sống ra, thở ra đổ người về phía trước 45 độ, xin chắc bụng của mình lại, nâng tay của mình lên, hơi nhả người xuống, rốn đẩy ra sau mông cụt xuống, vẫn đan tay em, vẫn đan tay, 5 4 3 2 và 1 tay vẫn đan nhả cái ngón cái chạm sàn, tay vẫn đan trượt dài tay về phía trước, nhả chán của mình xuống, nhả chán xuống trước, bây giờ hít vào tiếp tục nâng tay của mình lên, cách ra khỏi sàn thở ra kéo thẳng căng tay về phía trước, dài tay ra xích bụng lại, 5 nâng tay lên cho mỏi tay đi, 4 3 nâng tay lên nữa, 2 và 1 ngả tay, hít vào nâng người lên vươn hai tay, thở ra đặt hai tay lên vai, ngồi lưng thẳng xoay vai, 1 2 3 4 và 5 ngồi xoay ngược lại, 5 4 3
căng lồng về phía trước, đập sâu vào về phía mu bàn chân trái, ép cái mông bên phải ngồi xuống. Hít vào nâng vươn lại hai tay, thở ra gọn đường và chống hai trùng, thở ra một người hạ tay trái, hai tay đặt song song với nhau hai bên hàng luôn nữa, và đi tay phải về phía luôn. Hít vào nâng vươn lại hai tay, thở ra gọn đường trái chống tay trái trùng, thở ra mở tay phải nhặt tay phải. Hít vào nâng vươn lại hai tay, thở ra hóc bụng lại dướng dài cuộc sống, thật sâu vào phía phía chân phải, đi mông ra sau ở bên trái, sau tay gạch con phía chân phải về phía người. Hít vào nâng vươn lại hai tay, thở ra hóc bụng lại dướng sâu vào phía phía chân trái, mông sau đỉnh đầu kéo về phía trước, nâng cái tay đứng lên. Lần cuối, hít vào nâng vươn lại hai tay, thở ra vặn đường phải chống tay phải trùng tay phải trùng hiệu vai, thở ra hạ tay trái, mỗi nhịp thở ra mở vai phải và ép mông bên trái. 5 4 3 nguyên 2 và 1, giữ nguyên tay chống hai chân của mình lên, khu vực lớn lại hai bàn chân tách khỏi bằng không, rồi để gọi bàn chân hít vào ấn mạnh cái bàn chân xuống, nâng cái mông của mình lên, thở ra để nâng cái mông phải lên nhiều vào, kéo thẳng hai tay dần dần đẩy mông phải lên, nhìn xuống giữ hai tay. 5 4 nâng mông phải lên nhiều hơn, 3 2 và 1 thôi nhả cái mông của mình xuống, xoay người về giữ lại chân, hít vào nâng vươn hai tay, không nâng mông em có thể bạn thấy mình nhìn các bạn, thở ra chống tay trái trùng thịt tay, thở ra từ từ nhả tay phải để nguyên trạng như thế này, chống chân không cần nâng mông cũng được. 5 4 3 ép mông bên phải xuống, 2 và 1 thu hai chân lại chống hai chân, vâng chống hai chân em có thể không nâng mông, chống hai cái bàn chân xuống, đi chân về phía sau sau một chút nữa, hít vào bấm mạnh về đầu chân, nâng cái mông của mình lên, nâng mông trái lên nhiều vào, thở ra thẳng tay dần dần nhìn về phía trước, 5 nâng mông trái lên nhiều nữa, siết bụng lại, 4 3 2 và 1 nhả mông của mình xuống, giữ lại chân, hít vào xoay người về giữa, nâng vươn lại hai tay, thở ra đổ dài người về phía chân phải, hai tay đang vào lòng bàn chân, nếu mà ai chưa đang thì các bạn đừng muốn chân ngủ lên có thể co chân lại, đi mông của mình ra sau, thở mở vai mở ngực kéo dài cái đỉnh đầu về phía mu bàn chân, nếu ai kéo giãn được thì phía chàng có thể chàng vào cái mũi chân phải, em bên phải, bên phải đấy là bên trái rồi. 5 4 3 2 và 1 giữ nguyên tay, hít vào thẳng tay mở ngực đồng thời nâng mũi chân của mình lên, thẳng chân thẳng luôn tay đồng thời thẳng lưng luôn ạ, thở ra trùng cửu tay ép sát đến một vị trí đùi lưng thẳng và lưng thẳng cũng có thể không giảm nhưng mà ưu tiên cho cái cuộc sống được, hít vào thẳng tay thẳng chân, thở ra trùng cửu tay từ từ vừa thở vừa ép, vừa thở vừa ép, lần cuối hít vào tay thẳng chân thẳng kéo giãn cả cuộc sống, kéo thẳng lưng tay và thẳng lưng chân, nam lại cổ là 4 3 2 và 1 thở ra trùng cửu tay vừa thở vừa ép sát bụng về phía đùi, cố gắng giữ cho trụ lưng vẫn thẳng giãn hết nhé các bạn, nam vừa ép vừa giãn thì cũng giống là 4 3 vừa thở 2 và 1 nghiêng người ra sau một chút, nghiêng cái chân trái của mình lên, đi cái đầu gối trái về phía bụng, hít vào tiếp tục nâng chân trái, thở ra siết bụng và kéo chân phải về phía mặt nhé, 5 4 3 2 và 1 nhả chân trái thẳng trở lại, hít vào thẳng tay thẳng chân trở lại, thở tay trái hướng ngoài đầu chân phải, đẩy ngược lên đặt tay phải của mình ra sau, đẩy ngược lên kéo căng hai tay ra, 5 4 3 2 và 1 nhả luôn cái cẳng tay phải của mình xuống dưới sàn, tay phải xoay sang bên phải nhả cái kiểu tay xuống, hít vào đẩy căng cái lưng của mình lên, thở ra mở chân phải sang bên phải và lùn đầu dưới nách trái nhìn về phía trước, đẩy ngược lên mở căng cái bàn tay trái, 5 4 3 2 và 1 tiếp tục kéo chân trái của mình lên, đi chân trái về phía người một lần nữa, hít vào nâng chân trái, thở ra siết bụng mở ngực, 5 4 3 2
một, chống cái chân trái của mình xuống, không thẳng chân nữa. Tiếp tục dồn lực vào cái bàn chân trái và cặp tay phải, chân mang bên tay phải sang bên phải một chút. Hít vào, bấm chắc chân trái, nâng luôn mông của mình lên. Thở ra, mở chân phải sang bên phải và nếu có thể kéo luôn cặp chân trái của mình lên. Và giữ, 5, 6, 4, 3, kéo chân trái lên, 2, và 1, hạ gót chân trái, nhả mông. Hít vào, nâng người lên, tay vẫn cầm. Tay vẫn cầm, nâng người lên, đưa thẳng tay phải để áp sát tay. Thả mông xuống thôi, thả mông xuống thôi. Rồi đưa thẳng tay phải áp sát tay. Thở ra hạ cái tay phải của mình xuống dưới sàn này. Đi cái chân trái về phía người một chút. Nhấc cái mông của mình lên. Đưa lại cái tay phải áp sát tay. Rồi đập vào cái bàn chân trái và xếp bụng. 5, 4, 3, 2, và 1. Mua luôn cả tay trái của mình ra, xếp cả đùi của mình lại. 5, 4, 3, 2, và 1, nhả hai tay của mình xuống, kéo cái chân trái của mình lên, quặp cái mu bàn chân trái, mu bàn chân phải lên, cái đùi trái của mình ấy, không đừng 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 có khớp hàng, có đùi lên một chút, rồi từ từ đôi tay phải chắc chắn được, nếu có thể thì cả tay trái, không chỉ cần một tay thôi. 5, 4, 3, tập trung thăng bằng là làm được đấy. 2, và một tốt, nhả hai tay của mình xuống dưới sàn luôn. Rồi về phía trước, thật cái bóp chân trái xuống đẩy cao đỉnh đó của mình lên. Thở ra ép cái cặp tay của mình xuống và thả lỏng cổ nhìn ra sau. Và giữ thở hết ở trong bụng của mình thôi. Nam thả lỏng cặp tay và thả lỏng cổ ra, đừng mong kéo lên. Nam ép cặp tay của mình xuống dưới sàn, cặp tay của mình lên. 3, 2, và 1. Hít vào thẳng tay nhìn về phía trước. Thở ra đi hai tay về phía chân. Tay rộng hơn vai và thẳng hàng với vai. Xoay cái chân trái góc 30 độ. Chùm cái kiểu tay về phía chân. Kiểu cái chân trái lên, nhau về phía trước. Mở hai đầu gối chạm vào bắp tay và nhìn lên. Một là giữ ở điểm này, nâng chân sáng hơn chân. Nếu có thể nâng chân trái, bắp sắp về phía mông. Nâng chân sáng của mình lại. Và giữ. Chùm cái tay ra sau, xô ba về phía trước. Mở hai đầu gối chạm vào bắp tay và giữ. 5, 4, mở hai đầu gối chạm vào bắp tay, áp bàn tay xuống, chùm kín tay, vai sẽ xô, áp bàn tay, áp bàn tay xuống bao tay được, nhìn lên, 3, 2, và 1, rồi hạ chân trái của mình xuống, hạ mông của mình xuống luôn, tiếp vào nâng cơ hai tay, thở ra nghiêng người ra sau, thúc đẩy vào ngực lên, nâng chân phải lên trước, nâng chân trái của mình lên sau, hai tay ở trong chân, 5, chân ở ngoài tay, 4, 3 lần lên tiếp, 2 và 1, nhả chân bằng không luôn. Ok, hít vào nâng đưa hai tay, thở ra kéo dài cuộc sống gập người về phía chân trái, hai tay đang vào lòng bàn chân, đi cái hông của mình về phía cuối thả, thở ra kéo dài cái đỉnh đầu, kéo dài đỉnh đầu về phía hông chân trái ạ, và giữ, 5, mở vai mở ngực hơi đi theo nhịp nếm mở căng cái lồng ngực dưới lồng ngực về phía trước, 3, 2, và 1. Hít vào tay vẫn cầm một chân thẳng tay nâng người lên, bây giờ đồng thời nâng luôn cái chân trái của mình lên, mở vai mở ngực của mình ra, thở ra chùm kín tay từ từ ép sát cái bụng về phía đùi lưng thẳng, vừa thở vừa ép bụng sẽ kéo về phía đùi đùi kéo về phía bụng. Hít vào tay thẳng chân thẳng, thở ra chùm kín tay, vừa thở vừa ép, vừa thở vừa ép. Lần cuối, hít vào tay thẳng chân thẳng đẩy cái hông ngực lên. Thở ra chùm kín tay, không đẩy lưng ra sau, ép không cần chạm vào đùi cũng được. Và giữ, 5, 4, 3, 2, và 1, nghiêng người ra sau một chút, tay chân trái ép về phía bụng. Chân trái ép về phía bụng, nghiêng người ra sau thôi, nghiêng cái chân phải đi chân phải về phía bụng, hít vào nâng chân phải, thở ra xuống bụng và kéo chân trái về phía mặt của mình tiếp, nào siết chắc cả đùi và khi nâng chân thì đùi bắp cũng phải siết rồi, 3, 2, và 1, nhả chân phải của mình xuống luôn, hít vào thẳng tay thẳng chân trái trở lại, thở ra tay phải là ngoài của chân trái, đẩy ngược lên và tay trái của mình ra sau, đẩy ngược lên kéo dài hai tay ra. Bụng thì thở ngược thì kéo căng lên, 5, 4, chân phải là thẳng đi vâng, 3, 2, và 1, nhả luôn cái bàn tay trái của mình xuống từ sàn, bàn tay trái lên trên cái bụng trái,
tiên với chân phải của mình lên, khi chân phải về phía người. Hít vào nâng chân phải, thở ra, siết bụng, mở ngực, đưa tay chân trái sang bên trái nữa. 5, 4, 3, 2 và 1, chống cái chân phải xuống, chống chân, dồn lực vào bàn chân phải. Hít vào, bấm chân phải, nâng cái mông của mình lên. Thở ra, mở chân trái sang bên trái và kiêng cái chân phải để hông lên cao, siết bụng. 5, 4, kiểm soát cái năng lượng của chân phải. 3, 2 và 1, tốt, hạ gót chân, hạ lông xuống, tay lâm cầm. Hít vào, nâng người lên, đưa tay trái của mình hạ sát tay. Thở ra, hạ tay trái của mình xuống dưới sàn, nhấc cái mông của mình lên. Tay trái đã hạ sát tay, kéo thẳng cái chân phải, chân trái vào tay phải lên. Và giữ, rồi dừng vào bàn chân phải. 5, 4, 3, 2 và 1, buông cái tay phải của mình ra luôn. 5, xích bụng, 4, 3, 2 và 1, nhạc chân, nhạc tay xuống, kéo nâng cái chân phải của mình lên. Rồi bây giờ cái chân trái sẽ cắt vào cái chân phải, rồi cắt sao cho thoải mái là được. Rồi từ đây tay trái chắc thắt ngực, xích bụng nếu có thể đi cả tay phải và giữ. 5, 4, 3, 2 và 1, nhạc tay của mình xuống dưới sàn về phía trước. Rồi bấm chân, ấn gót chân phải xuống, đẩy cao cái mông của mình lên, tay đứng lên đấy. Thở ra, ép cái bàn tay của mình gần xuống dưới sàn và ép thả lỏng cổ ra. Dồn bàn tay, ép cái khuỷu tay của mình xuống, ấn cái khuỷu tay của mình xuống dưới sàn, thả lỏng khuỷu tay ra. Chân thẳng, chân thẳng, chân thẳng, chân thẳng, chân thẳng, ép cái cẳng tay thôi. 5, đỉnh mông kéo lên, đỉnh đầu hạ cả hai cẳng tay lên chị. 3, 2 và 1. Rồi hít vào, thẳng tay nhìn về phía trước, đẩy mông lên thẳng cả tay. Thở ra, đi hai tay về phía chân, hai tay dùng bằng vai hoặc rộng hơn một chút cũng được ạ. Rồi xoay chân thẳng góc 30 độ, trùng cái khỉu tay về phía chân, vai sẽ xô về phía trước, kiêng cái chân phải của mình lên, vai nhau về phía trước một chút, tay của chắc Chaturanga và khuôn góc, mắt nhìn lên một chút, siết bụng, giữ chắc cái cột sống của mình đấy. Một là giữ ở đây, hai là hút chân phải, ép sát gót chân về phía mông và giữ. Ai cũng chạm được một đứa vào tay đấy ạ. 5, 4, hạ bàn tay xuống, trùng khỉu tay ra sau một chút, vai sẽ xô về phía trước, vai của chắc luôn, trùng ra sau, vai nhau về phía trước, giữ. 3, 2 và 1, hạ chân phải, đồng thời ngồi xuống. Hít vào, nâng, đưa hai tay, thở ra, đưa hai tay thẳng hàng đến vai. Hít vào, nâng cái chân trái của mình lên trước, thở ra, nâng cái chân phải của mình lên sau. Bây giờ chụm hai chân vào, đưa hai tay ra ngoài chân, đẩy ngược lên để tư thế con thuyền, nâng chân lên cao nữa. Chân nâng đến đâu thì đẩy các cái đầu ngược lên, không ngủ lưng. 5, 4, 3, nâng chân lên quá tầm mắt 3 phút ạ. 2 và 1, rồi đang chéo hai chân, chống tay về phía trước, em như thế này ra. Đặt cổ tay thẳng hàng với vai, đầu gối thẳng với hông. Rồi kiểu tay khoái khóa ra ngoài, hai bắt tay xem vào trong, xòe tay và áp trong, cái lòng bàn tay của mình xuống dưới sàn. Xòe trước khi áp, đừng có mắc ngờ về sau ra cổ tay đấy. Hít vào, hạ bụng, đứng được giữa hai tay, kéo dài cơ cổ, hướng căng mình lên. Thở ra, xốc vai, thắt bụng, cuộn lưng, xương cảm trào bắn ngược. Hít vào, hạ bụng, đứng được giữa hai tay. Thở ra, xốc vai, hóc bụng, cuộn lưng. Lần cuối, hít vào, hạ bụng, đứng được giữa hai tay, kéo dài cơ cổ, hướng căng mình lên. Và xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, xốc vai, hóc bụng, cuộn lưng. Giờ còn đủ gì nữa. Và giữ. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi đưa người về giữa, tất cả người buông lỏng. Hít vào, chống người đầu ngón chân, nâng đầu gối của mình lên, song song với sàn. Xốc được vai của mình lên, đầu gối thả hàng với góc chân, siết chặt bụng. Chắc cái mũi mình làm như thế này cũng rất là khó. Hôm trước gửi em cái link khác. 3, 2, hôm trước gửi em cái ảnh. Đồng thời nâng cái chân phải. Hôm trước gửi em cái đống khác thôi.
Canary. 5, 1, 3, 2, và 1. Phút đến bàn chân phải, và 4 đến chân phải, nâng nâng không ạ? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 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 thở ra siết cái bụng của mình lại, trùng kiểu tay nhau rồi về phía trước chậm hàng nhẹ ngồi giữa hai tay và cầm chạm sàn, nâng cái chân trái của mình lên, nghiêng chân phải lên cao vào, nào cuốn lên 1, 3, 2 và 1, khi mũi chân phải nó sau một chút hít vào và nâng lên lên hút cái mũi chân trái nhả bông xuống, nâng lên tăng cái mũi phải lên 3, 2 và 1, nhả cái mũi bàn chân trái xuống hút cái mũi bàn chân phải xuống chìm cái hàm xuống, dướng lưng giữa hai tay, kéo dắt hết sống lưng trước và nhưng nâng cao được cơ mùi lên, hướng lưng ngược lên một chút, 3, 2 và 1, hạ đến đầu gối xuống, thắt cái lưng bụng thì của mình lại, cốt cái lưng của mình lên, cố gắng trả bóng lực và giữ 5, 4, 3, 2 và 1, rồi đưa người về giữa, hai ba cổ tay mơ ngồi vào góc chân và gặp lại cái cổ tay ạ. Vào bàn tay, vào chân, ấn nó xuống để kéo dài cơ thể của mình lên. 5, 4,
file mới gửi cho em quyết mà. Đồng thời nâng người lên hai ba,
phẳng luôn chân trái, thở ra xích bụng, ấn luôn được vào cạnh ngoài của chân phải. 3, 3 nâng hông đi lên. Và 1, mang chân xuống, nâng hông người lên. Thở hít vào, nâng hông hai tay. Thở ra kéo hông của mình ra sau, đổ người song song với chả, xích chắc bụng của mình vào, hô để xương hông của mình được. Cứ để chạy cúi đâu, để hông mình ngồi. 3, nhàng ở phía trước một chút. 2, vào 1, nhàng hai bàn tay của mình xuống. Dồn chân lên một chút nữa. Xoay hai ngón cái về phía nhau, gót chân sẽ rộng hơn ngón cái một chút. Hít vào hạ bụng, giữ ngực giữa hai tay. Thở ra đi dài hai tay về phía trước, dồn đầu bàn tay rộng giữa cái đỉnh hông của mình lên. Thở ra nhả thử tay, nếu rộng dưới chân nữa thì có thể nhả vào bụng càng cằm, không thì không cần nhả bụng càng đúng chưa bạn? Thở hết hơi trong bụng, làm sức cái đùi đẩy đẩy ra cái đỉnh hông lên. 4, 3, 2, và một, hít vào nâng người của mình lên, thở ra chân tay của mình lên, hạ chân tay của mình xuống, cánh tay thẳng hai vai chân hướng rộng, hít vào xốc hai, kết hai chân của mình lên, dồn ngược cái đỉnh hông của mình lên, rồi được vào mang đầu ngón chân trái và cẳng tay nghiêng người sang bên trái một chút, nâng người chân phải của mình lên cao. Đấy, cả cái hình này nó chỉ như thế này nhỉ? Và giữ đúng rồi, nhưng chân trái lên, nhưng chân phải thì đâu? Không được. Chân chân lên thì nâng được. 3, 1, 2, và 1. Không được. Thở ra hạ chân phải sang bên phải, bước tay về một chút để thẳng thẳng đứng vai đã. Thả cẳng tay. Mình hít vào xốc vai, kiêng hai chân của mình lên. Thở ra dồn lực vào năng đầu ngón chân phải, nghiêng người sang bên phải một chút, nâng chân trái của mình lên, đẩy bông lên. 3, mình nhìn lên, chân chân trên đứng vào chân dưới cũng xếp. 3, dồn lực sang bên phải, kiêng chân phải lên lên. Kiêng chân phải lên nữa. Hai, lên tầng 5 và 1, ngồi hạ chân trái sang ngang, hạ đầu ngồi xuống, nhưng mà phải có vân tay hay sao? Không, em bắn số tầng là lên thôi. Thế á, sao anh biết? Rồi nó phải lên cái sóng văn phòng mà. Thế á, bình thường em lên đấy em bắn tầng 505 là... Thở chậm. 505 là nó mới lên này. Hít vào. Không. Thở ra. Có người mở. Vì là sao mà bắt buộc phải nghe cái giáo viên hô thì mình mới hiểu được cái động tác. Tớ mới mở. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Thở ra. Rồi chúng ta nâng người của mình lên, thu tay về. Rồi xuống người đầu ngón chân, tiếp tục đẩy mông lên, nghiêng ngược. Thở ngang tay phải của mình ra sau, vặn lườn phải, đẩy hông lên nếu khó thì cần bắt theo chân. 5, 4, 3, 2, và 1, giữ chân thẳng đấy. Hít vào, xoay về phía trước, hai chân thẳng.
thẳng, vươn hai tay siết bụng, co bỏ tay ra khỏi chân. 5, 4, 3, 2, vào 1, thở ra hai tay sang ngang, đưa cái chân phải của mình ra sau, đổ người về phía trước, sang sau về xa. Siết chắc bụng của mình lại, úp cái hông phải, nâng cái hông trái lên một chút và giữ. Chân trái thì đẩy hông lên, chân phải thì kéo dài ra sau. 3, không chỉ nữa. 2, và một chung cái đầu gối trái, đổ người song song với xa luôn, bụng sẽ chạm vào cái đùi trái một chút đấy. 5, 4, 3, 2, và một nhóm dài chân phải đi ra sau. Có một cái động tác này trong clip đấy. Nhớ cả clip đấy bây giờ là cái bài lâm cao mình sẽ có cái bài này. Em ấy tìm cái này. Đấy, còn ví dụ như bài giảm bóng 2 thăng bằng 3 liên quan đến cái nội dung nữa. Thiền gì đây? 3, đây khỏi đấy, rất là đây lâm cao nha. 2, và 1, thở ra mở hai tay sang ngang, rút xuống nâng cao cái đầu ngực lên dần, kéo dài đôi cổ đầu sang nhìn lên. Nhấn hông trái, đẩy các cái đùi phải lên, nâng cái đốt sống lưng lên dài nữa. Nam vươn chân tay lên cao ổn định. 3, 2, và 1, vòng hai tay ra sau lưng ra ngay. Hít vào, mở tay mở từ kéo thẳng tay. Thở ra tiếp tục nhấn hông trái, tay trượt theo đùi phải. Tiếp tục kéo dài và xuống, nâng cao cái đầu của mình lên, xuống càng nhìn lên và giữ. 5, 3, ra sau lưng, 4, 3, 2, và 1, đứng lên. Hít vào, nhìn về phía trước, vươn hai tay. Thở ra đổ người về phía trước 45 độ, siết chắc bụng của mình lại và chuyển động cái chân trên nhiều lần. Sự tăng dài khác thế. 5, 4, 3, 2, không phải gốc và 1, xoay người sang bên trái, hạ cái bàn tay phải ra ngoài cái bàn chân trái. Hít vào nâng cao cái tay trái của mình lên. Thở ra ngược qua bàn tay trái, bàn tay trái ra sau. Mất chân rồi. Sáng nhất có thể được là bàn tay. Và giữ. 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi vòng hai tay ra sau lưng nắm vào nhau. Hoặc là hai tay sắp chân ngực. Tay phải ra ngoài đùi trái được ạ. Rồi vòng hai tay ra sau lưng nắm vào nhau. Thở ra đẩy các cái đùi phải và lật cái đùi trái. Nam nếu khó thì hai tay sắp trước ngực nhé. 4, 3, 2, và 1, 2, cái đầu gối phải của mình xuống, trượt cái thủ tay phải của mình xuống dưới sàn, cái đầu của mình trước cái chân, trượt cái thủ tay phải xuống cầm tay trên, sau rồi trượt cái thủ tay xuống dưới sàn, cái đầu đưa trước cái chân, đúng rồi, nhặt thủ tay xuống, tay vừa không ra sau lưng. Rồi khi chắc rồi, từ từ chống năm đầu ngón chân phải, nâng đầu gối phải, đây đây đây. Chị Thúy là ok đúng rồi đấy. Cái tay đây của nó ở đây. Rồi nhưng mà này, cái người của mình nó không thoát ra ngoài nữa mà nó cùng vào bên trong. Và nhả cái tay xuống và chống chân nâng ngồi lắp xếp bụng luôn. Rồi chống chân nâng ngồi lắp xuống và xếp bụng. Chậm chậm ngồi chậm. Kiểu tay cái người của mình trong cái chân nhá. Thì khi bắt đầu vào cái thế rồi chắc rồi thì chống chân phải nâng gối và xuống, trượt cái kiểu tay phải xuống dưới sàn, trượt cái ngực vào bên trong cái chân ấy, cái ngực sẽ vào bên trong cái chân tách ra, vào bên trong đấy, trượt xuống, tay cũng trượt xuống, đừng nới lỏng tay ra, đừng giữ chặt lắm, nhặt kiểu tay của mình xuống, khóc lên rồi vòng lại thôi. Khi cuộc sống của mình bắt đầu ngay ngắn rồi chân phải khỉu tay vòng lại ăn uống phải xuống vòng lại cũng nhận thấy được gì ra sau đây thì khó quá đâu, mọi người chưa tìm được cái điểm thôi, mọi người chưa tìm được cái điểm thôi, nó không phải là khó, khó quá đâu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầm được cái chân đi. Chưa cầm được cái chân thì tay của mình sẽ như này đúng không? Thì nó sẽ là như này. Ai bảo nó chưa cầm được chân thì nó vẫn là như thế. Thở ngửa cái lòng bàn tay phải và bàn tay phải ra sau, ép phần sáng thì có thể
3 2 1 và một tay đầu gối trái xuống. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đặt tay của mình xuống. Tay trái đường mèo kèm phiếu thu kèm phiếu tử của mình. Ở trong luôn à. Hai con cái với nhau, thở ra hạ mũi chân, hạ con cái xuống.
đúng rồi, xốc vai lên, xếp bụng lại, đứng ở đây đi, út chân hai ngón cái tìm nhau đi, đúng rồi, nhìn lên, chân phải thẳng, keo chân, chuyển động từ cái keo chân, keo chân nó ở đây này, không phải chuyển động cái hông đâu mà chuyển động cái keo chân, xếp chân, xếp bụng, thẳng từ cái keo chân nhé, phải tìm cái keo chân ấy, cái mông giữ nguyên chuyển động cái keo chân, đúng rồi giữ. Rồi thở ra đưa cái chân trái áp về phía đùi phải, chân phải giữ nguyên,
và muốn nhịp thở ra, cố gắng là ép cái đầu gối trái xuống đến thảm đi, cố gắng là ép nó xuống dùng lực của mình. Tổng hợp phía sau đã là 18:8 chứ nhỉ? Tổng hợp phía sau đã là 18:8 chứ nhỉ? Sao là 17:8? Tổng hợp đã gì nữa? 4, 3, 2 và 4, thoát cái tay trái của mình ra, cầm nâng chân trái lên, cầm cái ngón cái của chân trái. Đúng. Hít vào nâng thẳng chân trái lên trên trần. Thở ra mở cái chân trái của mình sang bên trái. Lách cái đường thả sang bên phải đi. Để cái mông của mình, cái eo của mình áp thẳng càng tốt. 5, 4, 3, lách cái đường thả sang bên phải. 2 và 1. Rồi nhảm chân của mình xuống, một mình chân anh một kiểu nhá. Hít vào, áp lấy tay của mình xuống. Bóp tay xuống, nâng lại chân trái của mình lên. Thở ra, hạ chân của mình xuống. Thôi nào người. Nhấc cái mông bên trái của mình lên, đổ cái đầu gối trái của mình sang bên phải. Lại cái đường phải sang bên phải một chút. Đường phải lại sang bên phải nữa nào. Như này. Và thở ra đi dài tay trái sang bên trái. Và giữ lại cái đường này. 5, 4, thẳng chân này căng ra. 3, 2, và 1, gập chân phải, tay trái cầm chân. Kéo cái đầu gối phải sang bên trái thật nhiều vào. Thở ra lại tiếp cái đường thả sang bên phải. Và hết thêm cái vai trái của mình xuống. 5, 4, đặt đường thả sang bên phải. 3, 2, và 1. Hít vào, hai tay sang ngang, duỗi lại chân phải, nâng lại cái chân trái. Thở ra nâng hai chân của mình lên. Coi lớp bố của mình lại, hút cái chân ép sát về phía mông, đưa đầu gối lên quá cái chân ngực. Hai tay đang ra ngoài cặp chân. Rồi thở ra, nâng cái cằm của mình lên, dướn cái cằm lên, quá cái đầu gối. Dướn cằm lên nữa, xếp bụng dướn cằm lên, nằm dướn cằm đi. 4, 3, 2, và 1, đưa thẳng hai tay về phía trước. Xếp bụng, nâng cái đốt sống ngực lên. Nằm đưa chân về phía người và đôn nâng đốt sống ngực. 3, 2, và 1, thẳng chân về phía trước, con dướn góc.
và tiếp tục siết bụng nâng đốt sống ngực lên. Nam đẩy ngực lên, 4, 3, 2 và 1, rồi ôm ngực ra lưng. Trước khách của em không đòi in mồi.